tám chín mười đây xây dựng nhà không khổ tí nào. Em nói cho các chị biết, nếu chính quyền làm việc mà có phải có trái có lọ có kia thì mẹ em không phải khổ như đến ngày hôm nay. Đừng có để cái kiểu như thế này xảy ra. Và năm 2008 căn cứ nghị định số 1/2009 ai làm được thì làm. Anh cứ bình tĩnh thôi, không phải cái việc của anh nên là anh cứ bảo vệ bà thôi. Anh cứ đứng đấy anh bảo vệ, anh chống bà thôi. Bảo vệ mẹ. Cái này. Bà cứ bình tĩnh thôi. Chị nói thật với em nhé, chị hợp tác rất nhiều. Chính quyền bảo sao chị nghe vậy. Chứ bây giờ chính quyền toàn lừa mẹ chị thôi. Một cái đất này để hỏi cả xóm xem có phải của mẹ chị không, bây giờ cưỡng chế. Hay là nhà nó có tiền, nó tuyên bố là một tháng nó làm được 80 triệu ở nước ngoài. Nó chạy nó mua được cả chính quyền, nó nói như thế. Tâm ra bây giờ chính quyền đã cứ làm theo nó như vậy. Bây giờ đấy mẹ thôi. Anh tôi đi bộ đội hy sinh vì dân vì nước để cho mọi người có ngày hôm nay để ngồi mát, ngồi làm cho cái đây là bộ mặt đều của chúng ta che cho bà nhá. Tao không khiến chúng mày che cho mẹ tao. Tao không khiến chúng mày che cho mẹ tao. Chúng mày đây là chúng mày là một bộ mặt đều, chúng mày ra vẻ chúng mày cầm ô che cho mẹ tao. Đấy là mẹ chúng nó đây, đây là nhà thằng Ngọc Trộn đây này. Là mẹ của chúng nó là khu tổ của chính quyền này.
đừng có mà dạy. Đừng có mà dạy. Không lấy được. Mày có biết đất này là đất của ai không? Đấy. Không cần có người ấy. Là 60 đến giờ đâu. Đấy. Bà người ấy. Còn... Trời ơi, buôn đơn. Đúng. 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 Mày động vào mẹ tao không xong đâu. Bà hút đi. Mày còn hút đến mẹ không ơi. Bà cứ chọc chết thôi. Yên mẹ không có toàn nữa. Lúc đất cho em. Chỉ cướp hết cho bọn thằng Việt Gian phản động như thế này à? Em nói em nha. Bắt lấy đồ em mà đến đây chỉ tiếp bọn thằng Việt như thế này à? Hả? Bắt lấy đồ em mà đến đây ước hiếp bà mẹ là sĩ như thế này à? Hả? Các anh ước hiếp dân chúng nhá. Các anh làm như vậy à? 80 triệu của nhà nó lên nhé. Tây lồn ta ngồm chúng nó rồi. Cho nên là chúng nó tối mắt tối mắt này. Còn lồn của bà ta bây giờ hiểu cô rồi. Chúng còn nỡ nặng nhất là một người ta nữa. Làm ăn như thế à? Chính quyền như vậy à? Hả? Chính quyền như vậy à? Nhưng mà chúng mày phải quyền của mẹ tao, chúng mày phải để nó mẹ tao chứ. Tổ sư chúng mày đặt địa vị đây vào mà là mẹ chúng mày xem chúng mày có đau lòng không? Chúng mày cướp đất của cô. Con đẩy chúng mày ra đấy. Mày đóng mày nó tao giết mày ở đấy tao quay viết mày. Chúng mày có nhìn thấy cái cổng nhà nó kia nó để ra để nó chiếm đất nhà tao đấy không? Dân ở đây mà cuối cùng mày xuống đây. Chúng mày đi làm tay bù hết à? Chính quyền chúng mày bù hết à? Hả? Ba chửi mày đấy. Chúng mày là chính quyền mà chúng mày bù hết à? Lồn nó to lắm. Mày đôi ngu này mà mày tưởng mày to tiếng à? Con mẹ chúng mày. Mẹ chúng mày mở cổng người ta đi. Mẹ chúng mày mở đi đi. Mẹ chúng mày. Mẹ chúng mày. Nó bảo cướp không của gia đình nhà tao để đau xót trong đồ đang gia đình
là mặt sạch.